À, mình xin chào toàn thể các anh em nhé. Đây như đã hứa và hôm nay thì mình cũng đã đi làm cái mô hình cho các anh em xem đây. Thì một số các anh em thì hôm nay mới vào chơi, mới vào nuôi thì anh em chưa biết. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các anh em thứ nhất là để tham khảo cái mô hình chuồng trại và cái thứ hai là một cái kinh nghiệm rất quan trọng về trong cái quá trình mà anh em chăn nuôi. Thì trước tiên là đi đến cái vấn đề giải quyết trước mắt đó là cái mô hình đã. Thế xong rồi xong cái mô hình thì mình sẽ nói cho các anh em về cái bí quyết để làm sao mà anh em nuôi thành công 100%. Thế đây là một cái mô hình chuồng này. Thì chuồng này là chuồng của nhà anh Đường nhá anh em nhá. Thì ở cái chuồng này với cái diện tích chiều dài của nó ấy thì là vào 19 mét chiều dài. Thế còn lại chiều rộng là vào 6 mét chiều rộng. Đấy, chiều rộng là từ bên này và sang bên kia. Anh em hình dung ra rồi đấy. Thì với cái chuồng này có thể nuôi được từ 1.500 là thoải mái. Bởi vì là nhiều lúc là nắng này, mưa này là cái diện tích này anh em có thể nhốt được ở trong chuồng. Còn nếu mà 1.000 là anh em nhốt ở trong chuồng thoải mái luôn. Nếu như mưa gió anh em không cần phải cho ra ngoài. Thì chuồng ở đây xây nền gạch, anh em xây nền gạch thì anh em chỉ cần xây lên chiều cao của nó ấy, vào 6 đến 60 phân thôi, không cần xây cao hơn. Đây anh em nhìn này. Anh em hình dung không? Đây hiện tại thì chủ nhà thì cũng có vào gà rồi. Đấy. Đây, ngoài cửa thì anh em lên rác vôi chấu kia vào bên trong này thì là có căng rồi. Mình sẽ không quay vào cái đàn gà cho các anh em đâu mà mình chỉ quay cái mô hình chuồng thôi. Đây vào bên trong này, không gian thì anh em có thể đổ bê tông này, đổ cột xong rồi xây lên rất chi là ok. Và vây lưới lưới B40 thì nó bền, quạt về cho mùa hè khi mà thời tiết nó nóng. Đấy, chia anh em có thể chia ra, chia làm ba hàng cột chạy thẳng ra anh em lợp. Đây là cái mô hình của nhà anh Đường, là mô hình đầu tiên có thể nuôi được từ 1.000 cho đến 1.500 ở bên trong chuồng này là thoải mái nha anh em nhé. Diện tích này nước thoát ở rìa, nếu như mà chẳng may mà có bị nước nó hắt vào về cái mùa hè ấy là nó cũng có nước nó ra nha anh em nhé. Nhờ với diện tích chuồng này thì nó sẽ không không cần phải ấy đâu. Bao giờ cái lèn bên trong này này anh em này cũng phải cao hơn ở bên ngoài. Bên ngoài thì cần có không gian cây cối anh em ạ. Có cây cối được thì nó sẽ mát và cái đàn gà của mình về mùa đông thì nó lạnh rồi thì mình không nói, nhưng mà mùa hè bao giờ nó cũng phải có bóng cây mát nha anh em nhé. Nếu mà không nó nắng không chịu được đâu. Là lắng là cứ những con to mập là hỏng. Đây thì với cái diện tích đầu tiên của một chuồng, mái bao giờ anh em cũng phải làm mái đua ra, dài ra thêm được một tí nữa thì càng tốt. Nhưng còn không thì như này là cũng gọi là tạm tạm được rồi. Nếu như mưa gió quá ấy, gà nó còn có chỗ trú ở rìa thì nó sẽ không mình cũng có thể là làm cho nó được cái chỗ để cho nó ăn về cái lúc mà mưa gió, mưa dầm gió bấc. Có thể nó nhiều hôm nó mưa cả ngày ấy, anh em cũng phải tính nhá. Là mái này anh em cứ đua ra được dài thêm một tí nữa thì càng đẹp. Đấy là về cái mái. Còn nếu không thì anh em có thể cho ăn ở bên trong chuồng luôn. Nếu về ngày mưa gió, gà lúc nó to rồi đấy anh em ạ. Đây là cái mô hình đầu tiên. Thế còn lại cái mô hình tiếp theo nữa mình sẽ đưa anh em đi sang một cái mô hình nữa, anh em cùng đi theo. Đây thì là mình đang bắt đầu sang đến cái mô hình thứ hai cho các anh em xem. Được cái nhà ông chủ thì có hai hai em bỉ đẹp đấy, bỉ lẫy, coi như bỉ này đáp gạch thì nhảy cũng ao ngay. Đấy, diện tích thì bao giờ cũng ở trên đồi cao nhá anh em nhé. Đấy, trên này cao. Em chào ông chủ nhá.
Đấy. Bạt này từ trên xuống dưới nhà anh cao bao nhiêu ấy? Đây, có cả máng suối nước luôn đấy. À đấy anh mới vào gà luôn đây nhỉ. Đàn này được bao nhiêu ngày rồi anh? 40 ngày. 40 ngày, hơn 1 tháng rồi nhỉ. Tháng 10 ngày, thế vào cùng với đợt em à? Vào ngày 14 à? Đấy, vào hôm 14 này. Ừ, thế cũng đàn. Đàn này chưa cho ra ngoài đây này. Anh em này, diện tích rộng này. Đấy. Đàn này nhà anh là bao nhiêu đây? 1.000 mấy đấy? 1.800 à? Gần 2.000 đây. Gần 2.000 chuồng này. Cái độn chuồng khô ròng luôn. Đêm bây giờ có phải thắp búm cho nó nữa không anh? Vẫn phải thắp, đêm vẫn phải thắp. Cái này diện tích nhà anh, chiều dài của nó là bao nhiêu? Chiều dài 24 mét. 24 mét à? Chiều rộng của nó mấy mét? Hơn 8 mét. Hơn 8 mét. Rộng nếu mà như này thì đạt to sau từng này 1.800 nhỉ, mà mưa gió vẫn ăn trong chuồng thoải mái. Ừ, cái nhốt trong chuồng thì nó nhốt to, bán nhốt tuần rồi cũng được. Ừ, bởi vì chuồng diện tích nó rộng như này ấy, thì là mình nhốt được mà nó khô ráo. Tỷ lệ gà trống nhiều phết nhỉ. Nó nhiều nọ được kia thôi. À Tùy ừ mỗi lần. thì sô này thì nó cũng đa phần nó chỉ 50-50 chứ làm sao chống nó nhiều hơn được. Nhưng mà có cái cũng có đàn thì nó nhiều hơn. Nó có phải như nặn đâu, nếu mà nặn thì chịu. Này cao cao của nó này, cột của nhà anh là cao mấy mét nhỉ? Chiều cao lên 3 mét nhỉ? Cột giữa 3 mét. Ừ. Cột giữa 3 mét, cột dài 2 mét rưỡi. Ừ. Đấy là mái đủ dốc nước, thoát nước rồi đấy. Mưa gió thoải mái rồi đấy, nước đi. Quan trọng cái độ này anh có răng men không? Độ này có Ừ. răng men, răng men. Ừ. Có mất mấy con kém kém. Kia có con kia kém. Con kia. Em út rất đàn. Lại khỏe ghê thật. Ừ, bọn đấy thì cứ đập dần, nấu cháo to dần. Máng nước tự động. Chăn mà bằng cái máng nước tự động rồi thì nó nhàn. Căn này đi tiền lạnh lắm. À ừ, nếu mà anh bảo hơn 1.000 này mà mình mà dùng ấy kia thì có mà sách sách đến bao giờ. Nhưng mà cái máng nước tự động này thì đẹp nhất. Đấy nha, anh em cứ tham khảo bằng cái mẫu chuồng như kia, cái bình nước chứa kia của nó kia đúng không? Đấy, bình chứa chạy vòng quanh. Sau này cái máng nước tự động này anh có cho ra ngoài không? Hay cứ để ở trong này thôi? Để trong này, ngoài có máng ngoài. Ừ. À ừ nhỉ, đây, máng ở ngoài cũng có đây nha anh em nhé. Ở vườn nhưng mà sau chị treo máng ở vườn. Cái nào ấy treo ngoài vườn. Đây như này, nhà anh là xây tường này của nó là vào 80. Tường này hơi cao. Tường này hơi cao. Tường như của tầm nhà anh đường thì vào 60. Không, nó bây giờ Đúng. nó xây bây giờ nó xây 2 lượt cây. Ừ. Thâm tốt đây không bảo tới này nốt đàn này con cũng hết xuống. Đập tháo bớt xuống này. À, xuống đây. Vâng. Đấy, nó thoáng. Bà cầm đấy Nhưng về mà làm cứ bà to à. cao. Mua bà to về thả tận chân luôn. Vâng. Chính xuống chân. Còn nếu như ấy là hơi cao. Vâng. Nó cao thì mùa đông thì ấm. Nhưng mà mùa hè thì hơi lắm. Nhưng mà mình mùa đông mình thả bạt đi. Mình có bạt. Bây giờ có bạt hết rồi, có phải là để nó thoáng như kia đâu. Nếu mà thoáng như trước không có bạt bổng thì cũng mệt phết đấy, đéo đùa đâu. Tới là thấy hết. Ừ. Hết chứ.
Như chùa ngày nhà anh thì căng căng nhất là vào được mấy Chiều này nghìn. thì thường vẫn nuôi 2.000. Vâng, 12.000 là thoải mái. Nói chung là cứ nuôi 2.000 là 2.000 già 2.000 cứ còn đủ 2.000 cũng được, mà hoặc là mình nuôi 2.000 nó chết chóc đi nó còn đủ khoảng 1.900 già 1.900 vẫn nuôi được. Vâng. Mà mình vẫn làm cái cố thì Vâng. bây giờ nếu mà nuôi được của nó là chỉ mét vuông khoảng 6 bậc con. Thì nói chung mình càng nuôi diện tích nó rộng hơn một tí vừa phải là mình vẫn đẹp nhất, bởi vì là nó vừa ổn định được con gà mà nó có chỗ chơi, chứ còn nuôi chặt quá thì mình ép nó quá thì mẹ đứng còn không ấy được thì chen chúc nhau thì sống làm sao được. Nói chung là ép nó thì cũng được thôi, nhưng mà nếu tầm này chuồng này mình cứ nuôi tầm độ khoảng, nếu như chuồng này nuôi khoảng 1.500 là đẹp nhất. Phân độn chuồng nhất nó khô ráo sạch sẽ, chứ còn bây giờ anh bảo nếu mà ẩm ướt cái da lại béo thuốc thú y hết làm cái gì. Thuốc men nó không hết mà. Vâng, đấy nha anh em nhé, hôm nay mình quay cho các anh em mô hình và mẫu chuồng để cho các anh em tham khảo. Vừa xong đấy là mình đã quay cho các anh em hai cái mô hình chuồng trại mà mình thấy giá thành nó hợp lý và đầu tư làm ok. Với lại hơn nữa là chăn nuôi nó sẽ rất đơn giản, tiện lợi cho các anh em. Hai cái mô hình đấy là được, anh em cứ tham khảo thêm các mô hình nữa để anh em cùng làm. Thế còn lại bây giờ thì mình cũng xin chia sẻ cho các anh em cái kinh nghiệm để làm thế nào mà anh em chưa có kinh nghiệm ấy. Nếu như anh em có kinh nghiệm chẩn đoán bệnh rồi thì chắc chắn là rất đơn giản, thì anh em chắc cũng không cần đến vấn đề này nữa. Mà còn anh em nào chưa có kinh nghiệm, chưa biết một chút chút gì cả, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái hữu ích này. Cái này cực kỳ tốt cho các anh em, đó là anh em mạo hiểm anh em vào anh em nuôi. Thì thứ nhất là anh em làm cái chuồng, địa hình chuồng trại ổn định rồi, ok rồi, thì đến lượt là anh em vào gà. Anh em vào ấy, thì anh em lên đi sát với lại một bác sĩ thú y, chẳng hạn như ở gần khu vực anh em có chỗ nào bác sĩ thú y tin tưởng, giá thành hợp lý, chẩn đoán bệnh tốt, thì anh em cứ đi vào với người ta. Thế là anh em khi thả gà vào, anh em cần phải những việc gì thì bác sĩ thú y người ta sẽ tư vấn cho anh em, là một. Cái thứ hai là khi con gà nó gặp cái vấn đề bệnh tật gì, anh em lại gọi người ta đến để anh em biết được, nắm thêm được là à con này nó bị làm sao, và sau này mất một lứa anh em bỏ học phí ra nuôi bác sĩ, anh em mất tiền nó cao cao thêm một tí. Thế còn lại lứa thứ hai, lứa thứ ba là anh em đã có kinh nghiệm ở trong tay rồi, thì anh em không cần đến bác sĩ thú y nữa, mà anh em biết bệnh gì anh em đi đi anh em lấy thuốc là ok đấy. Chỉ vậy thôi là anh em cứ chắc thắng 100% luôn, mà ngay từ lúc đầu anh em đã có một cái căn bản rồi. Cái căn bản đấy thì bởi vì nhiều anh em mà cứ bảo thủ ấy, mà anh em lại sợ mất thêm một tí tiền thì là anh em sẽ thất bại nhá. Bởi vì tại sao, mình cứ nói đơn giản như này thôi, là nghe anh em một lứa anh em được 15 triệu, mình chỉ nói đến là ví dụ nhá, là một lứa anh em được 15 triệu thì coi như anh em chỉ cần được 5 triệu thôi, còn lại 10 triệu anh em cắt ra anh em nuôi bác sĩ thú y. Đấy là lứa đầu tiên, đấy là anh em chịu chấp nhận anh em cho bác sĩ thú y ăn nhiều thêm một chút. Thế còn lại lứa sau anh em lấy luôn cả 15 triệu đấy, bởi vì là anh em đã biết cái kinh nghiệm rồi, thì lúc đấy cái giá thành thuốc và cái điều trị nó sẽ rẻ đi rất chi là nhiều, bởi vì gọi người ta đến trực tiếp ấy, thì người ta sẽ lấy rất chi là nhiều tiền, người ta lấy thêm tiền công, người ta lấy thêm cái tiền mà người ta đi lại chăm sóc đấy. Chứ còn chăn nuôi này là anh em không được bảo thủ. Bảo thủ ấy, thì mình khẳng định với anh em đừng lên nuôi, bởi vì là anh em biết rồi thì không sao, nhưng cũng không biết, bởi vì cái con gà ấy, mỗi một cái mô hình, mỗi một cái khu vực, mỗi một cái chuồng là nó sẽ bị bệnh khác nhau nha anh em nhé. Chứ không cái chuồng nào nó giống như chuồng nào đâu, đừng nên xem thường. Thế video của mình hôm nay chia sẻ cho các anh em cái
mô hình chuồng nuôi và một số kinh nghiệm căn bản. Anh em chắc thắng đến đây là kết thúc. Anh em xem thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế mình xin chào và chúc các anh em có thật nhiều sức khỏe. Mình xin chào.